tuổi rồi. Con tên là gì? Đây là sân chơi ngày chủ nhật của em. Con chơi gì chưa hả? Rồi sao cô gái này tên gì? Sân chơi ngày chủ nhật của em là chương trình dành riêng cho trẻ từ 4 tuổi đến 12 tuổi đang sinh sống tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Đây là sân chơi được trang thông tin Miệt Thứ thứ 11 khởi xướng và thực hiện trong năm 2021. Chương trình là hình ảnh ghi lại hoạt động bổ ích và vui tươi của các em trong những ngày cuối tuần bên gia đình và bạn bè, và được trình chiếu trên hai nền tảng xã hội là YouTube và Facebook vào 20 giờ chủ nhật hàng tuần. Và hôm nay, Miệt Thứ thứ 11 đã có mặt tại ấp Mười Huỳnh, xã Đông Hưng, huyện An Minh. Chúng ta sẽ gặp gỡ và trò chuyện cùng các em nhỏ tại đây, cùng chơi những trò chơi huyền thoại mà giờ đây chỉ còn trong ký ức của những người trưởng thành. Đó là trò chơi trốn tìm và tạc lo trong một không khí vô cùng sôi nổi và hào hứng từ các bạn nhỏ các bạn nha. Thôi rồi còn nữa kìa. Xong chưa? Rồi đứa nào thua? Ai thua? Ai thua? Con có mệt không? Con đếm từ số mấy vậy? 5-10 hả? Đếm đến bao nhiêu? 5-10. Rồi, bây giờ ai thua nè? Rồi, đi trốn đi, trốn đi. Rồi, được rồi, nó trốn hết rồi. Rồi, xong. Trời ơi, tội nghiệp con gái. Đau không con? Đâu? Trái gì? Rồi ăn được không? Con mở ra cho coi cái. Cái gì đó? Cái hủ lụ ngon á. Rồi, bye bye tụi con. Rồi cái này sao con thấy được? Được không? Thấy được. Bây giờ là mình vẽ cái ô này xong mình bỏ cái lon vô phải không? Rồi. Hả? Chờ này sao? Tuổi thơ. Tuổi thơ hả? Ủa bây giờ con lớn chưa? Lớn rồi. Bao nhiêu tuổi rồi mà lớn? 8 tuổi. 8 tuổi mà anh đứng kìa. 7 hả? Nó mới có 7 tuổi à. Mà nó kêu cái trò này là tuổi thơ của nó. Để đây. Không. Tụi con tán nó vô tường đâu được. Tán bên này nè mới chạy được. Qua đây. Đem cái lon qua đây. Đây nè, đây nè. Đây, rồi. Rồi bỏ vô. Bỏ lon vô. Rồi xong đi.
Đúng rồi, chính xác. Rồi, chính xác. Rồi. Rồi canh đi con ơi. Mệt chưa? Mệt rồi. Mệt rồi, xong rồi kìa. Sao? Chuyện gì? Nó chơi ăn gian hả? Chơi ăn gian sao kệ nghe coi. Rồi giờ sao? Tình hình là có một bạn bị nhưng mà quyết định nghỉ chơi. Bây giờ chơi lại từ đầu. Bây giờ con lên cây rồi con chạy tao con lên được hai vậy hả? Tao con lên được hai vậy đâu rồi? Nó lên đó rồi tụi con lên được không? Anh thanh niên biệt thự leo cây. Cái này là cái gì? Được không?